Phần thứ hai, phần trước là bốn nhịp bắt nhạc, phần thứ hai sau khi kết thúc nó đang ở đây và ngay và luôn bước lên trên. And 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 5 2 3 4 6 2 3 4 7 2 3 4 8. Tổ hợp này dựa trên slide đo, bao gồm 4 bước slide đo. Bước thứ nhất là đi như bình thường, bước thứ hai là ngồi xuống, bước thứ ba là bước chéo và bước thứ tư là xoay tại chỗ. Bây giờ là hướng này. Đang kết thúc là ở đây, đây. Rồi lên này. And 2 3 4 1. Đây là đi như bình thường. 2 3 4 2. Kết thúc bước thứ nhất. 2 3 4 3. Bước này ngồi xuống. Xoắn cái tay vào cho nó điệu đà. Lúc này đang đang trùng đầu gối, thẳng cái đầu gối ra và đứng dần lên phía trên. Kết thúc bước thứ hai. Bước thứ ba lật về như bình thường. Rồi bước chéo lên trên. Đi về. Hết bước thứ ba. Bước thứ tư. 2 3 4 xoay tại chỗ, cái đầu tiên sẽ chậm và cái thứ hai sẽ nhanh và mạnh. Kết thúc tổ hợp 4 line door.